sugar, me love in the sky. All of the babies, it goes in the fall. Working so hard, you are the prize. Look at the love in me, got on the shine. I see your love, I'm so strict in my smile. Like your mama. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu đầu tiên, Mẫn Đức Tâm. Với phần thưởng là một đôi giày Wika Hoàng Đức 14. Bên cạnh đó là phần thưởng của nhà tài trợ Đông Suzy, nước lau sàn. Cái chai nước nào sàn này đâu rồi, đã giấu ở phía sau chăng? Mẫn Đức Tâm, cầu thủ xuất nhất vòng 1 của giải bóng đá U18 trong hệ thống cúp người truyền lửa 2023. Và trận đầu tiên thì Thôn Tiền đã có chiến thắng 3-0.
Vâng, xin chào tất cả các vị khán giả. Chúng ta cùng có mặt tại sân bóng Phù Xá Văn Môn Yên Phong Bắc Ninh để cùng dõi theo loạt trận đấu cuối cùng vòng đấu thứ 3 của giải bóng đá U18 Yên Phong mở rộng. Một trong những giải đấu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các vị khán giả của khu vực Yên Phong nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. Chúng ta vừa được chứng kiến các loạt trận vòng 3 bảng C một cách cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là trận chung kết ngược giữa đội bóng Quan Đình và Sạt. Đại diện của Từ Sơn đã để thất thủ với tỷ số 0-2. Sự quyết tâm đến từ cao thủ Thôn Tiền, đội bóng mang trang phục áo tím, quần tím. Và đối thủ ngày hôm nay của Thôn Tiền là Okech, đội bóng mang trang phục áo trắng, quần đen. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào một kịch bản điên rồ ở bảng D, bảng đấu cuối cùng của mùa giải 2023 cho giải U18 trong hệ thống các giải bóng đá cúp người chuyền lửa. Rất hy vọng là các quý vị khán giả sẽ cùng giúp chúng tôi chia sẻ những trận đấu ngày hôm nay qua các kênh sóng và các hội nhóm để giới thiệu hình ảnh quảng bá của Okech, của Thôn Tiền và các đội bóng tham dự mùa giải 2023. Rất xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, luôn dõi theo và ủng hộ với đội ngũ người chuyền lửa, đặc biệt là trang fanpage của bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đây là một trận đấu mà Okech buộc phải có một chiến thắng. Thôn Tiền hiện tại đang có được 4 điểm, hiệu số là dương 3. Với trận hòa đó là trận vòng 2 thì Thôn Tiền đang tạm thời đứng nhất bảng. Thôn Tiền có một hiệu số tương đối an toàn. Okech thì đang có cho mình hiệu số là âm 1 với 1 điểm sau 2 loạt trận. Vì vậy mà ngày hôm nay, nếu như mà các cầu thủ của Thôn Tiền để thua Okech với tỷ số 2-0 thì chúng ta sẽ phải tính đến hiệu số bàn thắng bàn thua của cả hai đội. Đây là cơ hội dành cho Thôn Tiền. Tuyến 2, chân trái đi, rất nguy hiểm, không vào. Phản xuất điểm đầu tiên đến từ Mẫn Đức Tâm. Tìm lại xem, gọi điện sao, lấy chú gọi này, này, ra đây. Ra đây. Hả? Cái gì á? Có nghe không? Hèn vứt ở nhà, mất sao được. Ra đây nào, Khánh ơi. Ra đây. Chú bảo anh Trường check cam cho, để đâu? Hả? Check được á? Để đâu á? Nói như vậy là một cầu thủ của đội bóng đã để mất một cái điện thoại mà. Rồi, chúng tôi hơi trục trặc một chút. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân ngày hôm nay. Rồi, tôi còn chưa cho chạy cả thời gian và điểm số nữa. Thời gian, vâng, tỷ số. Các Thôn Tiền mang trang phục màu tím, quần tím áo tím. Ngày hôm nay ra sân trong khung gỗ vẫn là thủ thành Công Dư, giành đeo số 1. Mẫn Đức Tâm đeo số 10. Các thủ Vũ Thảo đeo số 2, Đình Hiển đeo số 17, Công Huệ số 11, đội trưởng Đức Vinh số 19 và Công Thông đeo số 25. Đó là hình ra quân của các cầu thủ bên phía Thôn Tiền. Trận đấu ngày hôm nay Thôn Tiền chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp. Cánh cửa đi tiếp của Thôn Tiền đang rơi vào khoảng hơn 80%. Để cho dù ngày hôm nay Thôn Tiền có để thua một bàn trước Okech thì Thôn Tiền vẫn sẽ xếp trên Okech và họ vẫn sẽ đi tiếp. Chúng ta đang có hai trận đấu song song trên sân số 1 và sân số 2 của bảng D. Cơ hội đi tiếp với các đội bóng của bảng D vẫn là rộng mở. Tuy nhiên khó nhất hiện tại là Trung Bạn khi họ để thua 3-0
trước Thôn Thiền ở vòng 1. Đã có một cầu thủ Thôn Thiền nằm sân. Với ô cách thì một đội hình tương đối mỏng ở mùa giải U18 năm nay. Sau khi họ vừa để thất thủ tại giải U17 thì ô cách rất muốn lấy lại những gì đã mất và tham dự giải U18. Trong khung gỗ của các thủ ô cách là thủ thành Thành Khôi, một trong thủ thành rất hay của ô cách, nhưng có lẽ là vấn đề bây giờ với ô cách không phải là bàn thắng, không phải là yếu tố chuyên môn mà chính là mặt con người. Thành Khôi có thể hay nhưng chưa phải là tất cả cho một đội bóng đang thật sự là sứt mẻ về mặt lực lượng. Không có sự xuất hiện đến từ Quang Anh, Việt Anh, nhưng cầu thủ sinh năm 2K7 có thể coi là trụ cột của lứa trẻ ô cách hiện tại. Các cầu thủ Văn Duy đeo số 7, Khôi Đen tiền đạo đeo số 14, Văn Thiện số 8 tiền vệ trung tâm, Văn Quang số 99, Trương Khanh số 95 và Thành Đạt đeo số 7. Đó là đội hình ra quân của các cầu thủ ô cách. Ngày hôm nay nếu như ô cách chiến thắng 2-0 trước Thôn Thiền, xin nhắc lại là 2-0, thì ô cách sẽ xếp trên các cầu thủ Thôn Thiền. Khi đó thì hiệu số của ô cách là dương 1, 4 điểm. Và Thôn Thiền thì sẽ có hiệu số cũng là dương 1, cùng có 4 điểm, nhưng kém, cùng bằng số bàn thắng, nhưng kém hơn về hệ số đối đầu. Ô cách phải thắng 2 bàn cách biệt, một tỷ số bắt buộc với đại diện áo trắng. Hoặc là họ có thể đi tiếp nếu như vượt qua Thôn Thiền. Và trên sân số 2, chúng bạn cũng chỉ có chiến thắng tối thiểu 1 hoặc 2-0. Những phút nhập cuộc rất chậm rãi và đầy tính toán đến từ các cầu thủ Thôn Thiền. Hy vọng là các vị khán giả sẽ cùng giúp chúng tôi chia sẻ trận đấu này, anh em mình cùng tương tác. Trên sân số 2 ngày hôm nay thì không có loa ngoài, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau trên livestream được. Chúng tôi cũng đã đưa ra cái lịch của các trận đấu tứ kết 1 và tứ kết 2 diễn ra trên hai sân số 1, số 2 vào ngày kia, ngày mùng ngày thứ tư, vâng, là trận tứ kết 1 và tứ kết 2. Xin chào tất cả anh em. Trung Bạn và Phù Lưu đang có lợi thế cũng rất lớn. Phù Lưu ở trên sân số 1 cũng đang có lợi thế không hề nhỏ, khi mà họ cũng chỉ cần hòa là đi tiếp thôi. Và xin chào anh Mẫn Dư. Thôn Thiền thắng 2-0. Xin chào Trường Sơn, xin chào Nguyễn Công Tuấn Anh, xin chào anh Tuấn. Ngày hôm nay thì anh Tuấn không đưa hai con trai của mình về thi đấu. Việt Anh thì đang bị đau, còn Quang Anh thì có lẽ không có thể về do điều kiện thời tiết mưa bão. Một mất mát thiệt thòi quá lớn rồi. Ô cách đang thiếu người. Họ ngoài sân họ chỉ có hai sự dự bị thôi, đến từ Văn Ngạc và Văn Ước, hai cầu thủ dự bị. Hy vọng là trời sẽ không mưa để giúp cho hiệp 2 các trận đấu của vòng đấu cuối cùng, loạt trận thứ hai ngày hôm nay, sẽ được diễn ra một cách an toàn nhất. Với điều kiện thời tiết như này thì thật sự là lý tưởng rồi. Các thủ chúng ta chơi bóng sẽ không mất quá nhiều sức. Các bạn có thể tương tác với chúng tôi. Tuy nhiên thì cần phải chấp nhận cái quy tắc cộng đồng chat của Bình Viên Hùng Đá. Các bạn sẽ không thể comment những từ ngữ thiếu chuẩn mực ở trên trang fanpage được. Chúng tôi đang muốn xây dựng trở thành một trang fanpage sạch. Phá phở 1-2. Xin chào Ngọc Thỏa, idol Ngọc Thỏa của Mẫn Xá. Đội bóng cũng đã đi tiếp rồi. Đình Thiêm của Đông Phủ. Ngay sau giải đấu năm nay, xin nhắc lại, chúng tôi sẽ tổ chức giải bóng đá 48 đến 64 đội. Người đốt lò tổng kho. Xin chào anh ạ. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn các vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi, ủng hộ với đội ngũ của người chuyên lửa bóng đá phong trào Bình Viên Anh Hùng. Rất hy vọng là chúng ta sẽ còn được gặp nhau ở nhiều các giải đấu lớn nhỏ. Chúng tôi đang muốn hoàn thiện rất nhiều thứ
dành cho bóng đá phong trào khu vực của Yên Phong nói riêng, của Đông Anh từ sân Bắc Ninh nói chung và cả Sóc Sơn nữa, với việc ra mắt trang web chính thức người chuyền ở bóng đá.com. các bạn có thể theo dõi trên trang người chuyền ở bóng đá.com để cập nhật liên tục những thông tin của tất cả các giải bóng đá khi mà chúng tôi biết đến, của Yên Phong, của Từ Sơn và của Bắc Ninh, cũng như là của Đông Anh, một khu vực nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi nhưng cũng có lẽ là cũng rất nhiều những tin tức nóng bỏng mỗi ngày. Đây là cơ hội dành cho Thôn Tiền, một sai lầm mà khi chúng tôi đang quay chậm lại tình huống thì các cầu thủ Thôn Tiền đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ô cách. Một tình huống ghi bàn sau một tình huống chớp thời cơ rất nhanh đến từ Mẫn Đức Tâm. Tỷ số là 1-0 cho Thôn Tiền. Sai lầm. Cánh cửa với ô cách và trung bạn đang ngày một nhỏ lại. Hy vọng là anh em hãy cùng chia sẻ cho livestream ngày hôm nay. Và có hiệp hòa, các bạn có thể đăng ký, các đội bóng tại hiệp hòa cũng có thể đăng ký để chơi các giải đấu của Yên Phong mở rộng. Hiện tại thì cũng đang có khoảng hơn 40 đội bóng đăng ký tham dự rồi. Không biết là những ngày tới tôi sẽ chốt 48 đội hay là chốt 64 đội. Đó còn phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của bên Vi Anh Hùng nữa. Mức kinh phí đóng góp cho mỗi một giải đấu mà Yên Phong mở rộng là 1,5 triệu. Một mức đóng góp chỉ có lẽ đủ để tiền gọi là ăn nhậu tráng miệng thôi. Mà chúng tôi vẫn đang xem trực tiếp trận đấu này một cách ổn định. Link thêm bạn có thể xem lại mạng của bạn. Mạng mà giật thì các bạn phải xem lại mạng của bạn thôi. Mà anh Mẫn Dư đang dự đoán lại thắng 4-5 quả. Không dễ vậy đâu anh ạ. Ngọ Xá không có ai à? Mình với anh Hùng. Và Ngọ Xá thì chưa xuất hiện ở đâu cả. Và có lẽ đội bóng là hơi yếu nên cũng không dám đi tham dự các giải đấu lớn nhỏ. Và Trương Văn Thiện đừng thả đối nữa. Trương Văn Thiện năm nay 17 tuổi, lứa 2K6 của ô cách. Một sự bất lực đến với anh tuyển có quay bên ngoài sân. Bằng link thêm bạn có thể xem lại mạng của mình. Anh em trên trang fanpage có thể cho tôi ý kiến là đường truyền hình ảnh đã ok cả chưa. Vâng, xin chào anh Nguyễn Dân. Một sai lầm đến từ hàng phòng ngự của ô cách và ngay lập tức họ bị trả giá. Cũng không có nhiều khán giả ô cách đi cổ vũ động viên dần cho các cầu thủ lứa U18 này. Vào ngày mai thì giải U20 cũng sẽ được diễn ra. Đại diện của Châu Minh Hiệp Hòa, Ngọc Liễn cũng sẽ tham dự giải U20 anh ạ. Một đường truyền quá sâu dành cho Thành Khôi. Vâng, xin hy vọng là anh em khán giả sẽ cùng chia sẻ trận đấu này giúp chúng tôi ạ.
Tối ngày hôm nay thì các cầu thủ Thôn Tiền còn tham dự cả giải bóng đá U15 do Phủ Yên Phong tổ chức nữa. Pha đi bóng không thành công đến từ Khôi Đen Hồi. Rất non, nhưng đường chuyền không quá nhiệt. Rất bình tĩnh. Tình huống mà trọng tài đã thổi phạt. Vũ Thảo. Một tình huống cố định. Ô Cách cần bàn thắng. Và họ phải chờ đợi những tình huống như thế này đây. Tình huống chuyền bóng hơi non. Vâng, đây là Thành Khôi. Thành Khôi cũng đang nóng vội rồi. Phản công dành cho các thủ Ô Cách. Lại là một đường chuyền thiếu địa điểm của Văn Duy. Lại là một tình huống sút xa thiếu chính xác đến từ Công Thông. Cách đang chủ động hơn, nhưng điều kiện sân chơi bóng ướt và con người trên sân của Cách ở điểm này rất khó để so sánh được với Thôn Tiền. Có lẽ Ô Cách cần phải lấy tinh thần. Tình huống đẩy người. Vẫn đang có một sự vội vàng. Rằng Đức Minh mà ghi bàn tối nay đi chạy đạn. Ngoại trừ bàn thắng đến thì với Thôn Tiền từ một sai lầm thì các cầu thủ Thôn Tiền cũng chưa thể tạo ra quá nhiều sức ép lên hàng phòng ngự của Cách. Hiện tại với điểm số 1-0 thì Thôn Tiền sẽ có 7 điểm. Và hiệu số là dương 4. Họ vẫn đứng nhất bảng. Thôn Tiền sẽ gặp với Quan Đình ở loạt trận tứ kết 3. Xin lỗi, gặp và Quan Đình ở tứ kết 4. Và Quan Độ nhất bảng. Quan Độ sẽ gặp một trong hai đội bóng bên phần sân số 1 hiện tại. Rất khả năng thì Quan Độ sẽ gặp Phú Lưu. Thôn Tiền và Quan Đình sẽ là một cặp đấu rất đáng được chờ đợi ở loạt trận tứ kết, có thể coi đó là trận cầu tâm điểm. Xin chào Đỗ Quốc Sơn.
chào Lê Đình Đỗ. Hy vọng là anh em sẽ cùng cho chúng tôi những lượt chia sẻ. Những lượt chia sẻ cho cái trận đấu này. Làm sao chúng ta có được những cái gì tốt nhất. Lại là Mẫn Đức Tâm. Căng ngang. Phản công cho Thôn Tiền. Không được. Chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu tương đối nhạt nhòa. Những đường truyền dài và mọi thứ rõ ràng vẫn đang chống lại các cầu thủ của Ô Khách. Lại là cái tên Nguyễn Văn Thảo, một trong những khán giả cuồng nhiệt của bóng đá Chi Lăng. Thôn Tiền họ đang chơi một cách rất chậm rãi. Trương Văn Thiện vừa là tác nhân dẫn đến bàn thua của Ô Khách. Vâng. Bùi Thiêm. Chào anh Hùng. Chào em. Còn anh Hùng Que, anh Hùng gì đây? Anh Hùng Quê à? Hay là anh Hùng Què? Thiêm Bùi. Chào tất cả các anh em đang có mặt trên livestream. Các bạn có thể trở lại livestream vào ngày mai để cùng dõi theo các loạt trận khai màn của giải U20 trong hệ thống giải bóng đá cúp người truyền lửa của chúng tôi. Rất bình tĩnh, cơ hội dành cho Ô Khách. Thôn Tiền đang lựa chọn một giải pháp chơi bóng chậm chắc, nhường thế trận cho Ô Khách và chờ đợi những pha phản công. Ô Khách thì đang phải đẩy cao đội hình. Pha vào cánh rất thoáng, có dứt điểm ngay, rất căng, không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Ô Khách. Người đưa ra pha dứt điểm ở hành lang cánh phải. Một tiếng đầy bất ngờ. Cơ hội vẫn không vào. Khôi Đen Hồi, Thiện Cò Quay đang tạo ra những sức ép lớn. À, xin chào Ninh Thêm. Có thứ giải Hải Dương không xếp. Hải Dương thì đã có bên Palmedia rồi. Về Hải Dương thì có nhiều anh em ở đấy. Và ở Hải Dương thì có nhiều cái hay hơn. Và va chạm rất mạnh của hai cầu thủ. Lucy đã thắt mông lại, số 11 bên béo.
của trung bạn đó chính là Phan Phước. Dùng cánh tay của cầu thủ bên Thôn Thiền đã vào mang tay. Cầu thủ bên phía cách. Vâng, có lẽ đó cái giải bóng 1,5 triệu 48 đội đó là giải có lẽ là sẽ là được tâm điểm trong cái tháng tới của chúng tôi. Có lẽ là dạo này anh ít việc, ít anh em thuê quay phát, vì vậy mà phải tự tạo giải để làm thôi. Chứ ai chẳng muốn đi làm anh em ạ. Làm cái nghề này mà ngồi chơi ở nhà thì cũng sẽ sinh chán và sẽ không còn đam mê với nghề được. Bây giờ đội ngũ của chúng tôi có khoảng 12 anh em. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang phát song song trên 4 trận live stream một lúc. Trong đó có một trận chung kết tại sân bóng Mân Xá Long Châu, 2 trận tại khu vực Chi Long, Long Châu của giải Lão Tướng. Giải Lão Tướng Chi Long mừng ngày Lệ Làng. Và 2 trận đấu song song cùng giờ trên các mặt sân của giải U18 trong hệ thống cúp người truyền lửa. Rất xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành tin tưởng với đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang mong muốn là biến bóng đá phong trào bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên thì nó còn cả một vấn đề. Và chúng tôi phát triển bóng đá đến từ những ngõ ngách nhỏ nhất. Những ngõ ngách đến từ mỗi một thôn làng. Sẽ không có xã hoặc phường. Và khi phát triển ở mỗi một nơi như vậy thì rõ ràng là công việc của các đơn vị truyền thông cũng sẽ được hưởng lợi. Những anh em theo nghề thể thao, buôn bán thể thao cũng sẽ được hưởng lợi. Rất nguy hiểm, không vào. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã cho ra mắt trang web chính thức của đội ngũ người truyền lửa chúng tôi, người truyền lửa bóng đá.com. Hy vọng là anh em sẽ cùng thi thoảng vào cái trang web đó để xem tin tức của bóng đá khu vực hiện tại có những cái gì, những điều gì mới. Rất bình tĩnh, Thiện qua quay, cơ hội dành cho cách xuất điểm ngay, không vào. Vẫn không thể đánh bại được thủ thành Công Dư. Ô Cách đã tạo ra một vài các tình huống nguy hiểm nhưng Khôi Đen Hồi và Thiện Quả Quay vẫn chưa thể dứt điểm thành công, đánh bại được Công Dư. Xin chào Ngọc Thỏa, xin chào anh Mẫn Văn Hùng. Rất nhiều cơ hội được tạo ra cho bởi Ô Cách nhưng họ không tận dụng được. Vâng, những cơn mưa bão lớn đã làm chúng tôi bị đổ hết các chân biển. Và sân bóng Phù Xá thì phải đặt ở giữa hai sân để ngăn cản những trái bóng sang làm ảnh hưởng đến trận đấu bên cạnh. Đỡ được phần nào thì hay phần đó. Xin chào anh Giang Thảo Á Bồ. Nghe nói là anh đi đá bóng ở tại Hà Nội đóng 7 triệu, vô địch 5 triệu. Thôi anh cứ về anh đá ở quanh thôn quê mình này. Vừa đỡ tốn kém mà lại xây dựng phong trào ở thôn quê. Làm gì phải ra tận Hà Nội đá làm gì. Anh Gia Tó Bồ cũng là một trong những trung vệ kỳ cựu sinh năm 1985 của bóng đá Thôn Tiền. Anh Mẫn Hoàng Giang. Xin chào idol Trương Văn Hoàn. Rất nguy hiểm, vẫn không vào. Phà Gia Thảo Bồ đưa vợ đi đẻ rồi, bình luận viên á, anh Hùng à. Vẫn đang xem trên live stream này, xin chào Sơn Hoàng. Và thứ sáu này thì tôi sẽ làm trận đấu của 86 Yên Phong và 86 Mẫn Xá. Không biết là bạn có đá không?
lối đặt đà không thành công. Tuy nhiên chúng bạn cũng đã chơi một lối chơi áp sát, đó là nỗ lực của Quốc Anh. Thiện có quay, mất bóng rồi. Khả năng phối hợp nhỏ của Tôn Tiền là rất bình tĩnh, rất ổn định. Vâng, Ocách thắng 3-1 là sẽ đi tiếp đấy. Ocách thắng 3-1 là sẽ đi tiếp. Xin chào 105 khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Ăn rồi. Nhân gì? Có nhân gì đâu, bánh gòi chấm đường nghe. Quá chắc chắn. Vâng, xin chào anh Gia Thảo Bổ. Bây giờ anh mới thèm chào em. Thôn Tiền đang dẫn trước 1-0. Với kết quả này Thôn Tiền sẽ đứng nhất bảng. Hiệu số tạm thời là 7 điểm và dương 4. Bất bại vòng bảng. Đối thủ tiếp theo của Thôn Tiền nếu nhất bảng sẽ gặp Quan Đình. Và nếu mà nhì bảng thì Thôn Tiền sẽ gặp Quan Độ. Thôn Tiền thích chọn ai cũng được. Có lẽ là lựa chọn Quan Độ và Quan Đình ở điểm này thì như nhau cả thôi. Hiệp 1 của trận đấu đã đi về những phút cuối trận, tốc độ không quá cao. Rất nguy hiểm. Lại một pha chèo bóng thiếu chính xác. Rất có thể là hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 1-0. Một tình huống sai lầm nơi hàng phòng ngự của Cách. Ô Cách cũng cầm bóng đầy tự tin. Nhưng những pha bóng phối hợp và dứt điểm cuối cùng của họ thì đang gặp nhiều vấn đề. Thiện có quay. Lại mất bóng nguy hiểm rồi. Cơ hội phản công. Trọng tài cho thủ Thôn Tiền đường lợi thế. 2-2. Có thể dứt điểm. Và lúc này trọng tài tiến triển cũng đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Mẫn Đức Tâm. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi bước vào hiệp 2 của trận đấu này.
Xin chào tất cả anh em, chúng ta sẽ cùng quay lại hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ hai mà Hồ Cách buộc phải thắng với một cách biệt 3 bàn. Hiệp một tương đối nhạt nhòa đến từ cả hai đội, không có nhiều cơ hội được tạo ra. Thôn Tiền tận dụng tình huống sai lầm đến từ Thiện Co Quay để có bàn thắng duy nhất trong hiệp một. Người ghi bàn thắng giúp cho Thôn Tiền vừa lên dẫn trước chính là Mẫn Đức Tâm, cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1. Mẫn Tâm đã nhận được phần quà là một đôi giày Wika Hoàng Đức 14. Và 2-0 rồi.
sai lầm nữa là phòng ngự của các cầu thủ bên phía ô cách lại tiếp tục phải trả giá. Một tình huống kiến tạo cho tiền đạo đối phương ghi bàn ở những phút đầu tiên hiệp hai. Tỷ số là 2-0 cho Thôn Tiền. Vị thế nhất bảng của Thôn Tiền đang ngày một được xây dựng vững chắc hơn khi mà những sai lầm liên tiếp được cao thủ Thôn Tiền tận dụng triệt để. Những sai lầm liên tiếp của cách được cao thủ Thôn Tiền tận dụng triệt để. Hai bàn thắng được ghi từ một tình huống sai lầm thôi. Người ghi bàn có lẽ chính là đội trưởng Đức Vinh. Đúng là đội trưởng Đức Vinh ghi bàn rồi. 2-0. Những điều kiện thời tiết mưa đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu này. Đối với khán giả trung lập ở ngoài sân thì cũng là cổ động viên nào mà họ yêu thích. Còn những cổ động viên của đội nhà thì chắc chắn họ sẽ ủng hộ cho đội mình rồi. Ngay cả huấn luyện viên Tuyển Có Quay cũng đã buông bỏ đội đi ra ngoài ngồi nói chuyện rồi. Những sai lầm chết người. Thôn Tiền không đá quá hay hơn so với ô cách, nhưng những sai lầm luôn phải bị trừng phạt. Bàn thắng thì không đến, nhưng bàn thua thì lại đến liên tục. Tình huống phạt góc. Có lẽ bây giờ thì khán giả sẽ chờ đợi vào trận chung kết trên sân số 2. Chúng bạn phải có chiến thắng rất đậm, ít nhất là hai bàn cách biệt thì mới đi tiếp được, giống như cách. Chúng bạn thì đang có hiệu số là -3 so với Phù Lưu là -1. Thật sự là rất khó khăn dành cho ô cách và cả chúng bạn ở là trận cuối cùng. Đặc biệt khi mà vòng đấu cuối cùng, vòng đấu thứ hai thì chúng bạn ô cách đã tự bắn vào chân nhau với trận hòa 2-2. Chúng bạn đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối của hiệp đấu thứ hai và tự biến mình trở thành vào thế khó nhất của bảng D. Rõ ràng khi tổ chức một giải bóng đá 12 đội hoặc 24 đội, mỗi bảng 3 đội thì số trận đấu có ít đi một trận so với mỗi bóng được thi đấu. Tuy nhiên thì sức cạnh tranh và sức cuốn hút của các giải đấu 24 hay 12 đội sẽ lớn hơn rất nhiều. Một hàng phòng ngự số đông vẫn được các cầu thủ bên phía Thôn Tiền tạo ra. Thiện Có Quay. Ô cách đang không có một tiền đạo mục tiêu đích thực. Họ cũng không thay người. Việc thiếu đi những nhân tố trong đội hình, rõ ràng là ô cách vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Trong trận đấu chung kết đầu tiên của bảng D là trận gặp Phù Lưu thì ô cách để thua 2-1. Đó là một trận đấu cũng rất đáng tiếc.
Và có lẽ sau trận thua đó thì các cầu thủ Okech đã mất tinh thần tương đối nhiều. Khôi Đen Hôi, cơ hội cho Okech. Khả năng dứt điểm vẫn là một cái gì đó rất xa xỉ với Okech. Vẫn là các thủ Thôn Thiện căng ngang. Và phá bóng dứt khoát đến từ Thiện Cò Quay. Một cái chơi rất khó chịu của Thôn Thiện. Không vội vàng, không quá ồn ào, nhưng khả năng phối hợp nhóm của họ là tốt hơn so với Okech. Phạt góc. Suýt chút nữa thì trái bóng đã đi qua háng của thủ thành Thành Khôi. Mất bóng đến từ Thiện Quả Quầy. Thủ thành Thành Khôi cũng đã dâng cao. Okech có thể nghĩ đến phương án chơi power play ngay ở thời điểm này, nhưng khả năng quyền quán xuyến và luân chuyển trái bóng ở tuyến giữa của Okech là không thật sự tốt. Lại một đường chuyền sai. Văn Ngọc đã xuống sức. Okech đang có dấu hiệu các cầu thủ trẻ đi xuống về mặt phong độ sau khi họ đã trải qua một lứa tài năng 99, 2000, 2001, 2003. Không vào. Pha sút rất đẹp mắt và pha cứu thua cũng tuyệt vời đến từ thủ thành Thành Khôi. Vẫn là Mẫn Đức Tâm. Dứt điểm bằng chân trái rất căng. Okech đã có sự thay đổi người khi mà Trương Khanh được tung vào sân. Trương Khanh sẽ đá tiền đạo để thay thế một vị trí đến từ Văn Ngọc. Sau khi lứa cầu thủ 99, 2000, 2001 của Okech đi qua giai đoạn đỉnh cao thì bây giờ có lẽ bóng đá trẻ Okech lại phải làm lại một lứa mới rồi. U17 không thành công, U18 cũng không thành công, U20 thì cũng không thành công. Có lẽ Okech sẽ phải chờ đợi vào lứa cầu thủ U12 của năm nay, khi họ cũng đã giành được hai chiếc cúp. Một chiếc cúp vàng tại Phú Mẫn và một chiếc cúp bạc tại Văn Môn. Một giải là do đội ngũ Bình Viên Anh Hùng tổ chức, giải U12 Văn Môn mở rộng. Và một giải vô địch tại Phú Mẫn với 16 bóng tham dự. Đây là cơ hội cho Thôn Tiền. Tình huống cản người không bóng và trọng tài Tiến Triển cầm sẵn một chiếc thẻ vàng. Chúng ta tiếp tục chia sẻ, tiếp tục thảo luận này.
Sự phối hợp cận thành rất hay nhưng không có bàn thắng thứ ba dành cho Thôn Tiền. Khôi Đen Hôi để mất bóng rồi. Lại sút xa nữa. Một tình huống dứt điểm cận thành đến từ Đình Hiển. Đeo đổ liên tục theo nào. Mẹ đúng rồi, gãy mất mẹ hai chân ở giữa rồi. Hai chân ở giữa gãy. Bực thật. Nếu có chân thì bảo Hiền sang. Ngày nay nếu như mà thời tiết không mưa có lẽ là cầu thủ của Phú Yên và Trung Bằng đã phủ kín sân bóng phủ sáng của ta rồi. Chúng ta không có đâu. Rất nhiều những tình huống xuất hiện. Hiện nay hiện mai hiện sáng bắn anh thêm mấy cái chân làm mấy chân bắn vào đấy rồi. Cái biển nó mưa rồi đấy. Chân biển này nó gãy hết rồi, nó bắn mưa hôm qua đổ mưa gãy sạch rồi. Làm anh mấy chân. Cú xuất hiện này thì có lẽ chỉ để cho có mà thôi. Mai nào nào cái em bắn cái vít nó vào cho con thua, không có chân đứng nó kéo dài nó con thua, phải có thêm vài cái chân ở giữa thì được. Nha. Có thể check anh nhỉ. Nhưng mà sân chơi. Hàn thì cũng được thôi, em hàn cho anh được, cái làm này em có chân mấy cái chân bắn vào được, đứng một cái độ 5 7 cái thôi. Mấy cái cô này thôi tiền là vẫn chưa ok tỷ số là không mấy được đâu em ạ, không mấy được đâu em phải sang em phải thiết kế cơ chứ bây giờ nó đây không nó khó lắm mà đổ hết rồi mày đá bóng đổ hết vào bóng đập đá không đổ quá rõ ràng đâu có chân mẹ thứ đi nghe ok nhá thôi anh đang làm thôi thì mai gọi nhá quá nguy hiểm cú đá từ xa thực sự chết được. Và chúng tôi đã xin lỗi quý vị khán giả với một số điện thoại. Đây là cơ hội mà các cầu thủ Thôn Tiền vừa tạo ra và suýt chút nữa công nghệ các bàn thắng. Phá dứt điểm cận thành. Lại là Khôi Đen Hồi. Phá đá phạt nhanh. Các thủ áo trắng đang luân chuyển trái bóng một cách tương đối bị động. Rất khó khăn. Thôn Tiền chuyển trạng thái rất nhanh. Rất nguy hiểm. Trọng tài thổi phạt bóng chạm tay. Nắng mưa là việc của trời rồi. Một giải đấu chúng ta cần một giải đấu thì cần phải trải qua. Phản lý bóng không thành công của Trương Khanh. Có lẽ các thủ cách trên sân cũng đã buông bỏ. Thiện cò quay, dứt điểm từ xa, vẫn rất thiếu chính xác. Khôi Đen cũng là người thử vận may bằng một tình huống sút xa, nhưng không thành công. Đó là đam mê, đó là sự nhiệt huyết mà chúng tôi mang lại cho quý vị khán giả. Đây sẽ là tôi không
không đều chuẩn bị được diễn ra. Kết thúc thêm một trận đấu nữa, Ngọc Phú không ghi bàn thắng. Nếu mà giá trị này của Dũng Nguyên thì chừng đó cũng là đủ để giúp Phú Linh có được tấm vé vào chơi tứ kết. Một cách cần một bàn thắng danh dự. Lại là Khôi Đen Hồi. Cầu thủ có thể lý tưởng nhưng lại rất chậm. Mở ra để tạo nên là một sân chơi nhằm nâng cao tinh thần thể thao, tinh thần kết nối. Xong giải đấu coi không dứt điểm này, rất đáng tiếc cho một cách hơi hời hợt đến từ Khôi Đen Hồi. Hôm nay là ngày có cảm giác như là có gió bắc hay sao mà lại có khói đốt nhôm bay về Phú Xá. Thiện có quay, cần phải thi đấu một cách nhiệt hơn, năng nổ hơn. Một cảm giác như một cách đang hết pin thì phải. Thiện có quay vẫn không thành công. Khi mà có khoảng trống dứt điểm thì bây giờ thì có quay lại dứt điểm trúng hậu vệ bên phía Thôn Tiền. Đây là cơ hội dành cho Thôn Tiền. Rất thiếu chính xác. Sự khó khăn đang thật sự đến với các tổ cách. Khó thật sự. Lại những đường truyền thiếu ý tưởng đến từ Thiện Quả Quay. Năm nay Thiện Quả Quay 17 tuổi. Thiện có quay đứng trước quả đá phạt này. Một tình huống chuyển thẳng vào trung lộ rất khó hiểu. Đó là một tình huống mà thủ môn của Thôn Tiền hoàn toàn có thể dâng cao. Xin lỗi các thủ ô cách, thủ môn của cách hoàn toàn có thể dâng cao để tạo ra những phương án lựa chọn dứt điểm tốt hơn và nhiều khoảng trống hơn. Lại là Thiện có quay. Lại mất bóng rồi. Việc ô cách để cho Khôi Đen Hồi đá ở vị trí chốt chặn đang không thật sự chính xác. Thì một công
tới thì hy vọng cái đấy vô hình để bình luận giải thưởng nhà. Một cơ hội nữa được tạo ra. Không được. Đây là cơ hội cho cách. Không được. Bóng lại chạm tay. Bóng lại chạm tay. Khôi đen hôi. Một chiếc nhà vàng dành cho số 9. Đó chính là Vạn Thịnh. Cú đá. Hình phạt của chiếc nhà vàng ở giải đấu lúc này chỉ là 100.000 đồng nho nhỏ thôi. Khá nhẹ nhàng và tình cảm. Phản công. Thổ Tiền rất tự tin. Đức Vinh, Đức Vinh. Không được. Pha xoay sở đổi chân rất nhanh của Đức Vinh. Pha dứt điểm thì lại ăn quá nhiều ra má ngoài. Hạt mưa thì đã xuất hiện. Mau hạt hơn. Trường Khánh vẫn không thể có bàn thắng danh dự cho cách. Bây giờ muốn đi tiếp thì cách cần ghi 4 bàn. Huấn luyện viên trưởng tuyển có quay bên ngoài sân có lẽ chỉ mong muốn có một bàn thôi. Trương Khanh. Một cách không có một tiền đạo mục tiêu đích thực và họ rõ ràng bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Thôn Tiền. Hai bàn thua của OKC đều đến từ những sai lầm cá nhân. Bàn thua đầu tiên đến từ Thuyện Cò Quay. Bàn thua thứ hai thì đến từ thủ thành được chờ đợi nhất của lứa cầu thủ U7 OKC. Đó là Thành Khôi. Đây là Khôi Đen Hồi. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. OKC cần phải thực hiện nhiều những tình huống như vậy. Đức Vinh. Vẫn là pha đi bóng của Đức Vinh. Ngày nay trời mưa cho anh Vương Hữu không có mặt tại sân để trang bị vật dụng y tế dành cho các cầu thủ và như là những bình xịt và những băng quấn. Thay người bên phía Phú Lưu. Rất bế tắc đến từ các thủ thủ OKC. Thôn Tiền đã có sự thay đổi người tiếp theo. Khôi Đen Hồi. Phản công Đức Vinh. Khả năng phản công ở tốc độ cao rất tốt của Đức Vinh và 3-0 rồi. Vừa thay người thì các cầu thủ Thôn Tiền có thêm bàn thắng thứ 3. Đức Vinh là người đã có một tình huống đi bóng và kiến tạo để cầu đồng đội ghi bàn. Cái cầu thủ vừa thay người và tôi chưa biết là ai cả. Với kết quả như hiện tại, cả hai sân đều giữ nguyên. Tiếp tứ kết Phú Lưu sẽ gặp Quang Độ và Thôn Tiền sẽ gặp Quang Định. Quang Độ và Phú Lưu sẽ gặp nhau.
là trận tứ kết tiếp theo. Còn Thôn Tiền sẽ gặp Quan Đình. Thôn Tiền sẽ đứng nhất bảng D. Trận tứ kết thứ tư sẽ là Quan Đình gặp các đội Thôn Tiền. Lứa tuổi U17, U18 đang là lứa tuổi rất khỏe và những cầu thủ ta hồi phục thể lực quá nhanh. Phạt góc cho chú bạn, chú bạn là tất cả những gì có thể. Ô cách chơi power play và lại mất bóng nguy hiểm. Khá nguy hiểm. Vũ Thảo không thể thoát đi. Chiếc thẻ vàng dành tặng cho Vũ Thảo khi mà cách biệt là 3-0. Đánh đầu vẫn không thành công. Đó là pha dứt điểm ngay. Đã đến chùa Phú Xá. Mọi chuyện nó sẽ khác với vòng bảng rất nhiều. Phản công. Cơ hội cho Thôn Tiền. 3-2. Không có một bất ngờ nào tạo ra ở bảng D loạt trận vào lúc thứ 3. Cả Ô Cách và Trung Bạn đều sẽ chia tay giải đấu. 8 đội bóng đi tiếp. Trong đó có 3 đại diện đến từ Văn Môn. Bây giờ ngày hôm nay kết thúc trận đấu này là 4 đại diện. 4 trên 5 đại diện của Văn Môn đi tiếp, trừ đội bóng chủ nhà Phú Xá dừng bước. Thôn Tiền, Mẫn Xá, Quan Độ và Quan Đình lại 4 đại diện xuất hiện rồi. Ở giải U17 Hoàng Yến tổ chức thì vòng 1-8 cũng có tới 3 đại diện của Văn Môn. 2 đại diện của Văn Môn, vâng. Tỷ số vẫn đang là 3-0 cho Thôn Tiền. Ô Cách chưa thể có bàn danh dự. Trời vẫn đang có những hạt mưa nho nhỏ. Hạt mưa cũng chính là nỗi buồn ngày hôm nay đến từ những khán giả cổ vũ cho Trung Bạn và cổ vũ cho cao thủ Ô Cách. Rất khó khăn. Với mùa hè mưa gió thế này thì có lẽ là quán của Trường Sẹo sẽ ế ẩm, bia bọt không ai uống cả.
Các cầu thủ ô cách chơi bóng rất hời hợt. Thiện có quay không phối hợp với đồng đội mà quyết định dứt điểm ngay. Cơ hội cho cách có bàn danh dự đây. Trường Khánh lại hơi hợt. Có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 3-0. Nhưng đây là cơ hội để cho Tôn Tiên. Bàn thứ tư. Vũ Thảo bỏ lỡ pha bóng ăn bàn 10-10. Đội trưởng Đức Vinh kiến tạo quá tốt. Lại là Đức Vinh. Rất khó lường. Một ngày thi đấu hoàn hảo của Đức Vinh. Tỷ số là 4-0 mà đúng này trọng tài tiến triển cũng đã thôi coi kết thúc trận đấu. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 4-0. U Thôn Tiền đứng nhất bảng D. Đối thủ của họ sẽ là Quan Đình. Còn Quan Độ sẽ gặp Phù Lưu.